Xin chào anh em, mình là Hợp. Hôm nay mình có về được một em Vacheron Constantine rất là đẹp. Em này là một chiếc thuộc collection Toledo. Và nếu như nhắc tới Toledo thì các bạn sẽ biết là nó sẽ là một chiếc đồng hồ với mặt dial là sự vuông, hay còn gọi là square. Thì chúng ta sẽ cùng mở ra và trên tay. Chiếc này là một chiếc qua sử dụng và full box các bạn nhé. Thì khá may mắn là đợt này mua được một chiếc full box. Và chiếc này của mình thì sẽ có cái thân được làm bằng vàng trắng white gold 18K. Vẫn như thường lệ thì các cái hộp dạng đứng của Vacheron này thì thường là nó rất là hay bị nổ cái lớp da ở phía ngoài. Cho nên là các bạn có thể thấy ngay ở đây. Đó, còn đây là chiếc đồng hồ của mình. Mở sâu cho anh em. Mình sẽ tạm thời bỏ đồng hồ ra. Đây, các bạn có thể thấy ở đây là rất là đẹp với cái mặt đầu là màu trắng. Đó. Mình sẽ cùng xem giấy tờ với cả anh em nhé. Ở đây thì ở dưới này thì chúng ta sẽ có một cái hộp đựng giấy tờ. Và vẫn còn nguyên. Ở đây là các bạn sẽ thấy là cái tag này 47300000G9064. Đó, với cả serial đầy đủ. Chúng ta sẽ có một cái USB ở đây. Và trong phía trong này thì sẽ là cái passport cũng như là cái certificate của chiếc đồng hồ này. Mình sẽ tạm thời bỏ này ra. Đây các bạn có thể thấy là do cái môi trường mà nó đã có những cái mủn này ra này. Đó. Sau này thì tất cả những cái hộp sau này của hãng thì Vacheron và những hãng khác thì hiện tại là người ta đã bỏ cái thiết kế đó rồi. Và chúng ta sẽ cùng xem cái certificate. Đây là một quyển passport của chiếc Vacheron nhé các bạn nhé. Thì trong này nó sẽ chứa đầy đủ thông tin của đồng hồ, bao gồm là chúng ta sẽ có một cái tờ certificate như này. Và cái này cũng có đánh số luôn. Ở phía trong thì các bạn sẽ thấy là hình ảnh chiếc Toledo thuộc dòng Historic. Và collection của nó là Toledo 1952. Mã đây, serial number này 4838 này, 18K white gold này. Đó, trong này có đầy đủ thông tin để anh em có thể xem. Certificate này thì sẽ là sâu cái ngày bán. Như trước này thì các bạn có thể thấy là vào tháng 5 năm 2014. Đó, và đây là cái passport này. Đó. Và ở đây thì mình sẽ còn một cái giấy DL Club này. Cái service Mondial World Service. Đây là những địa chỉ service của VC tại trên toàn quốc. Ở đây thì chúng ta còn nguyên một cái hóa đơn bán ra. Như các bạn thấy ở đây ngày bán là 23 tháng 5 năm 2014. Đó. Và cái giá trị bán lúc đó là 33.148 franc Thụy Sĩ. Thì nó sẽ tương đương khoảng tầm 35.000 đô la Mỹ. Đó, 35-36.000 đô la Mỹ thì nó sẽ loanh quanh đâu đó vào khoảng gần 900 triệu tiền Việt Nam. Thì chiếc này là đầy đủ full box. Anh em mua là có giấy tờ tùy thân đầy đủ full từ A đến Z luôn. Mình sẽ cùng trên tay chiếc đồng hồ vào sâu cho anh em. Chiếc này là thuộc dòng Toledo 1952 và em nó thì sẽ có size là 35.7mm nhân với cả 41mm. Cái phần 35.7 là phần ngang này. Đó, còn cái phần 41 thì là phần này các bạn nhé. Thì chiếc này thì là một chiếc có cái dáng là vuông và cái phần thân của nó thì kéo dài lắc ra thì nó sẽ có dáng hình chữ nhật. Và thiết kế thì rất là đẹp vì nó thuộc dòng Historic, cho nên là các bạn có thể thấy là cái thiết kế của nó là có rất nhiều những đặc điểm thành công của Vacheron trong quá khứ. Cái phần thân case của nó được làm rất là đẹp luôn. Đó. Và các bạn có thể thấy là cái kính sapphire này, nó được làm kính sapphire nguyên khối, sau đó được cắt, gọt và cong bốn mặt như này. Không phải đơn giản để có thể làm này, phải làm một cái miếng sapphire dày thì chúng ta mới có thể cắt được. Đó. Chiếc này thì sẽ tương đương với size 40mm khi mà chúng ta đeo. Tương đương với size 40mm tròn. Khi mà lên tay thì sẽ rất là dễ lên nhé các bạn nhé. Đó, tay các bạn chỉ cần từ khoảng tầm 15-15.5 là chúng ta đã đeo chiếc này rồi. Và logo của chúng ta thì mặt dial thì các bạn có thể thấy là nó sẽ có hai cái lòng. Lòng trong của chúng ta hình tròn thì sẽ có những cái vân được làm khá là đặc biệt với logo Vacheron Constantine ở góc 12 giờ. Vòng trong này của chúng ta thì cũng sẽ có một cái vòng là chỉ lịch ngày ở đây.
Rồi kim chỉ lệnh ngày của chúng ta là cái kim có đầu tam giác và kim này được nung xanh. Bộ kim và cọc số Arabic của chúng ta hoàn toàn được làm bằng vàng trắng. Ở phía ngoài này thì sẽ là một cái vòng hình vuông chia 60 phút và những cái cọc số của chúng ta. Đó, ở đây thì chúng ta sẽ có cọc số Arabic kết hợp với những cọc số chấm vạch. Góc 6 giờ thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái ô đó là moon phase. Và ô moon phase này thì sẽ đi kèm với cả một cái sub dial là kim dây nhỏ small second. Đó. Và cái moon phase của nó làm rất là đẹp, với cái moon phase được làm theo dạng gương cầu và có màu vàng kết hợp với những ngôi sao cho chúng ta một cái vẻ đẹp tuyệt vời. Đó. Chiếc này thì là một chiếc có tính năng gọi là complete calendar, tức là có đầy đủ lịch. Ở đây thì chúng ta sẽ có thứ, ngày, tháng và moon phase các bạn nhé. Đây, ngày này, tháng ở đây. Và đây là lịch ngày, lịch thứ và lịch tháng. Phía dưới này của chúng ta thì sẽ là moon phase. Và những cái này thì chúng ta sẽ sử dụng những cái nút chọc ở hai bên hông để chúng ta chỉnh. Còn đâu đó là ở trong cái núm này của chúng ta thì chúng ta sẽ chỉnh giờ. Đó. Các bạn có thể thấy ở đây rất là dễ để chỉnh giờ. Không có gì khó cả. Dòng sản phẩm này thì thực sự là một cái dòng sản phẩm cao cấp của Vacheron. Và như các bạn thấy là mọi thiết kế của chiếc đồng hồ này thì đều được họ làm rất là chỉnh chu. Phần benzen ở phía ngoài thì các bạn thấy là nó được làm tạo thành 3 tầng và tạo cho chúng ta một cái bề mặt ngang khá là đẹp, và cái bề mặt ngang của chiếc đồng hồ này khá là đặc biệt. Logo chữ thập Mantis được tái hiện lần nữa ở cái núm này, và với các bạn có thể thấy ở đây là cái phần thân ngang của nó làm thực sự là rất là khác lạ so với những cái dòng thân vuông khác. Ở đằng sau thì các bạn sẽ thấy ngay ở đây chúng ta sẽ có logo Vacheron Constantin Geneva và dòng chữ Toledo ở đây. Đầu mã của chiếc này là 47300, ngay dưới đó là hai cái chuyện kim loại quý. Phía bên này là serial number của case 1224838 giống như ở trong kia. Các bạn có thể thấy ngay. Đó. Tất cả được làm bằng vàng trắng các bạn nhé. Và đi kèm thì chúng ta cũng có một cái khóa xiên làm bằng vàng trắng. Khóa xiên này thì cũng có đầy đủ các cái chuyện ở phía dưới đáy. Đó. Chiếc đồng hồ này hiện tại thì sử dụng bộ máy đó là Vacheron Constantin In-House Caliber 1152. Bộ máy này thì sẽ có tổng cộng là 36 chân kính, có tần số 4 Hz, tương đương với 28.800 vibration per hour. Và các bạn sẽ có khoảng 40 giờ tích cót. Đó. Mặt số thì được làm rất là đẹp. Nói chung là đây là một cái dòng sản phẩm khá là hiếm gặp khi mà mua được một chiếc full như vậy. Và mức giá bên mình để lại thì lại rất là tốt để cho anh em chơi. Chiếc này thì bên mình đang muốn để lại cho anh em với mức giá là 339 triệu so với cái mức giá hãng là khoảng 36.000 đô mà các bạn phải mua. Thì khi các bạn chơi chiếc này thì rất là hợp lý, phù hợp. Đi kèm với đó là chế độ bảo hành bảo dưỡng 5 năm của ICS cho anh em nhé. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.